Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và tại thành phố Hạ Long là nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm gió Đông Bắc, ngày gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 21 cho tới 30 độ. Còn tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường. Dự báo không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động quanh ngưỡng từ 23 cho tới 27 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta trong đêm nay, ngày mai tiếp tục ở trạng thái ổn định, vào sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng vùng núi cao mật độ sương mù dày hơn nên tầm nhìn xa giảm. Mức nhiệt thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai dao động trong khoảng từ 18 cho tới 21 độ. Riêng khu vực núi cao như Đồng Văn, Hà Giang, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Sapa, Lào Cai, nhiệt độ chỉ ở khoảng từ 12 cho tới 14 độ, trời rét sâu vào dạng sáng. Ban ngày có nắng và nên nhiệt độ tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa ngày và đêm, giao động quanh khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ cao hơn vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều lùi xuống khu vực Trung Bộ, dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận trong đêm nay và ngày mai vẫn trong trạng thái ít mưa. Có chăng cũng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ về chiều muộn trong một thời đoạn ngắn. Về đêm và sáng, ở phía Bắc Trung Bộ, thời tiết xe lạnh. Còn phía Nam, mát mẻ với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 cho tới 25 độ. Ngày mai, hầu hết các nơi trên khu vực trời đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khoảng từ 28 cho tới 31 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi trên 32 độ. Vùng cao Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai có mưa rào ở một vài nơi với lượng không nhiều, tập trung ở các tỉnh Đắk Lắc và Lâm Đồng. Về đêm và sáng, trời xe lạnh, còn ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ giao động quanh ngưỡng từ 28 độ cho tới 31 độ, riêng thành phố Đà Lạt nền nhiệt thấp hơn hẳn. Còn ở khu vực Nam Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác chủ yếu về chiều muộn. Trong đó, mưa tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây. Ban ngày có nắng, nhiệt độ giao động từ 30 cho tới 33 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ nền nhiệt cao hơn vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Chuyển sang thời tiết trên biển, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, phổ biến là ít mưa, có gió Đông Bắc ở cấp 4, cấp 5. Còn ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc ở cấp 5, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống, còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.